Tôi nhìn thấy rồi. Đây. Đâu. Tôi nhìn thấy rồi. Chủ đỏ tivi. Ai à? Ngoáy mũi cười. Cái gì? Tự nhiên có cái gì nó bay vào đầu mình à? Sao có quả bóng ở đây nhỉ? Quyên Hiệp, anh có cái máy bay đẹp không? Có anh ơi, nhưng mà máy bay này điều khiển hay là cái gì anh? Máy bay này điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa? Thế pin của nó ở đâu? Máy bay này không cần pin, chỉ cần dùng tay phi là bay thôi. Đây này, anh điều khiển từ xa cho em xem. Rồi. Quên, đấy, nó bay lại luôn này. Hay. Ấy, ghê không? Ghê. Cào bút cho em xem này. Rồi, 1, 2, 3. Ui. Lại lần đứa nào đấy? Máy bay này à? Nãy cái quả bóng thì mất đâu rồi? Máy bay à? Ôi, ôi. Dùng đi anh, dùng đi. Mắc rồi. Quyên Hiệp, bây giờ làm thế nào? Bây giờ anh em mình dùng cây này xem nào. Không được. Lấy dép, đây. Lấy dép. Anh một cái, em một cái. Oh my god. Anh cứ nói giá rượu ở trên cây thì làm thế nào bây giờ? Em mới mua. Em yên tâm, bây giờ đưa cho anh chiếc dép còn lại để anh ném dép với máy bay xuống. Rồi. Thầy mắc rồi. Vì mình làm mất dép của con Hiệp, thế nên bây giờ mình sẽ trèo lên cây này lấy dép cho con Hiệp các bạn nhá. Trời đây, em vừa chán vừa đen đủi. Em về đây. Về nhà có đi chơi hả Sam? Nhà em ấy có cực kỳ nhiều đồ chơi ấy, toàn đồ chơi hay thôi. Thế cho anh với con Hiệp về chơi cùng em với. Lúc nào cũng xin về nhà em ấy. Nhưng mà thôi, được rồi, về. Được, về nhà Sam rồi. Bây giờ em có một trò chơi cực kỳ thú vị, đó chính là trò chơi Bing Mát. Một người sẽ ra câu hỏi và hai người còn lại sẽ trả lời bằng cách nhìn và trả lời nhá. Và ai trả lời đúng thì sẽ được qua vòng, còn ai trả lời sai thì sẽ chịu hình phạt. Ô, con Ní, cậu làm sao ấy? Tớ đau nhận cơ mắt hả sao ạ? Ôi trời ơi, thế mà tớ tưởng là cậu bị đau mắt. Và cậu sẽ là người chơi trước nhá. Đây, ở đây có rất nhiều chữ cái và câu đố đó chính là tìm chữ Hà Sam. Rất đơn giản thôi, tìm luôn đi. Tưởng gì chứ trò này á, quá đơn giản đối với anh luôn. Anh cố đỏ, anh làm cái gì đấy? Anh cố đỏ. Đây rồi. Hà, anh tìm rồi nhá. Đâu. Hà Sa A Hà Sát. Hà Sát ông muối à? Đâu?
Đây là em, anh cứ chỉ em như thế nào được. À, đây rồi. Chú đỏ tivi. Ai à? Ngoáy mũi cười. Cái gì? Các bạn cái gì á? Không. M. Em ăn sáng. Ui, toàn linh tinh thôi không phải. Em thấy rất đơn giản thế này mà anh có đỡ với con hiếp ấy, cứ tỉ mãi tỉ mãi. Cờ A. Có đâu. Hòa hết mắt được con hiếp ạ. Da bò sốt cay. Sao ở trong này toàn món ăn đấy các bạn nhỉ? Anh chê ra cho em nhìn với. Anh chê hết rồi. Anh cần gì mới rồi đây. Đâu. Đây. À không phải. Sang. Dễ thế mà hai cái người này tóc rõ ngắn mà sao không đã tìm thấy gì à? Dạ. Nhất định là tìm thấy. Im. Anh xảy ra, Đâu? Đây rồi. Đâu vậy? Có thấy đâu mà đâu vậy? À, đây rồi. Đâu? Đây. Đấy. Đấy. Sờ. Anh có đỡ ơi, anh đừng cười được anh. Bây giờ anh chịu hình phạt đấy anh ạ. Đây. Một xì lầu ông bé lắm. Xì lầu là bé lắm. Thôi. Tay ơi đen tràng. Tràng. Anh chanh chua. Ngon. Quả này á, em đảm bảo mọng nước á. Nước vào đến đâu gọi là chua loét mồm đến đấy luôn. Cho em đừng có nữa. Sao anh mạnh dạn lên nào, cắn miếng to nào, phun này. Ô! Cắn mạnh vào. Anh khổ nó lên mặt em ơi. Nhảy cà tưng, ui ôi, nó đầu lên cơn con giật. Anh hết đi, không được nhè. Quá. Anh đi. Không bỏ mất được rồi. Không bỏ mất được rồi. Tham. Hà Tham, quân hiếp. Tìm cho anh số 7. Cái gì? Số 7? Đơn giản thôi mà. Hà Tham, em đánh đâu? Và làm gì đấy? Thì cho nó giống gà Bắc Hà. Tớ, thấy cậu giống thổ phỉ thì có ấy. Kệ con hiếp. Con người không hiểu chuyện đời. Đây này, đeo bộ râu này một phát nhìn số 7 được ngay. Ơi. Ui. Tự nhiên cậu cứ đi vào cái đường vẽ của tớ. Đường vẽ gì? À, tớ nhìn thấy rồi. Nhìn thấy ngay này. Ai ui. Đây đây, để tớ. Đây chính là phần thưởng dành cho cậu. Đảm bảo là gõ búa hơi vào nhau.
Để anh đánh trước cho hả sao? Không, để em, đây này. Anh nghĩ là nên gõ đầu này hay đầu này nhỉ? Thôi đầu này thôi. Đầu này thôi nhỉ, gõ đầu này thì cũng là đầu rơi máu chảy. Đây này, 1, 2. Gõ vào anh rồi. Em không gõ vào anh đâu. Ôi đẹp. Đến lượt anh. Đến lượt anh. Đến lượt anh. Không đâu Hà Sam, để tớ xem nào. Anh gấu đỏ, Hà Sam, nhìn thấy chứ gì không? Ôi trời ơi, đây, tìm chữa lù lù đây rồi. Nhưng mà, cậu phải để tớ thể hiện chứ. À, tìm tư thế lên. À đây đây, chữ A đây, chữ A đây. Đấy, chữ A đấy. Phải không con Nip? Không phải đâu, đây không phải chữ A. Chữ A em ghi rõ ràng mà. Em không biết chữ A ở đâu ấy, ở vị trí nào vô tớ ơi. Ở đây nè. Úp à? Em bốn mắt đây, em còn chả tìm thấy, uống chi là anh hai mắt. Mà anh tìm thấy rồi, đây này, đây. Cái đồ bốn mắt mà không nhìn thấy gì. Ê, người ta nhắm một mắt người ta vẫn nhìn thấy. Ném bóng bay nước vào người. Nhiều tại đó khi nào nó đầy nước là khắc tuột ra đấy. Rồi. Anh phải đậy cái kia vào không nó chảy nước ra ngoài hết đấy. Ôi thế này Hà Sam. Rồi, Hà Sam ơi, em chuẩn bị đứng vào để bọn anh ném nha. À, giờ như thế này á. Sẵn sàng chưa Hà Sam? Đến lượt anh. Đứng im, không chơi lễ. Đứng im. Ôi. Em phải né chứ, ai chẳng có quyền né. Không chơi lễ. Chơi lễ cái này bị đau. Chơi mà chịu phạt này. Đời vẫn còn rất nhiều con Nip ơi. Thôi Nip, tha cho Hà Sam nhá. Mệt lắm anh gấu đỏ ơi, không chơi nữa đâu, hôm sau chơi tiếp nha. Bây giờ em cũng ướt hết rồi, em đi tắm đây. Thôi em đi về đây. Quân Nip, đợi anh về cùng với.